một phần. Ôi Hồng ơi, cái này Hồng ơi. À bố vậy. Bon. Bon. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người và mọi người quay lại channel của mình. Mình là Tài Máy Ráp, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Mudder. Nhưng mà này là F3. Để xem coi tập này nhân phẩm chúng ta đến đâu nha mọi người. F3 hay F4 thì mình cũng không nhớ, nhưng mà thôi kệ, chúng ta bắt đầu luôn nha. Trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên ấn đăng ký mình nha, tại vì cái phần trăm cho đăng ký nó khá là cao, mọi người đừng có xem chùa nữa. Ok, chúng ta bắt đầu video nào. Vô màu vàng, các bạn màu vàng vô liền. Ôi, anh em mình dân thường hết rồi. Dân thường rồi. Tao cái là giết người. Tao cái với mày luôn, cái là giết người. Dân thường. Tao không tin. Tao không tin. Bay bay gì á? Ông này không có skin gì á? Ơ, sao không đổi cái video vậy? Ơi, đang nấp ba. Ơi, cái kìa, chạy. Trời ơi, nguy hiểm. Quá. Ê, mua đơ thương tao nè, mua đơ bảo, bảo hơn này nè. Mua đơ. Đây, vậy cái gì cái what the fuck nó lát hả cái bắn lộn người luôn ha. Kìa nó kìa, thấy không, nó đó cái thằng đó đó chết áo đồ cái gì đó kìa, áo đồ chết thằng đó, thằng hết đi đỏ cái nó trên lầu lát á rồi hết đi đỏ đúng không, hết đi đỏ kìa, tao nói rồi có sai đâu, thằng hết đi đỏ hồi nãy nó không kiếm hụt tao đã chạy được á ba. Ôi, đúng rồi mày sai rồi mày. Tao nhau làm lại làm được. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Thì căng. Ôi, rồi xong tao luôn. Rồi xong. Cho mới làm. Đây, màu vàng. Lẹ, màu vàng kìa. Màu vàng okay. vô, rồi đủ luôn, full luôn. Ok, cái má này được ha. Rồi, chết cha. Chỗ hẻo 10% mà không làm mua được à. Anh em chỗ cũ nha. Lấy em 50% mà có được đâu. Ok. Thôi cái số bài xui, đừng có chắc cái gì hết. À, quên dẫn khúc đầu video này có một người trong team mình vô chơi đó nha. Thì này là Kai. Bắt đầu video tao mới nói. Tao quên. Kai đi gay. Biệt danh là Kai chơi gay. Suốt là mà mình hơn là mình còn nhận thức được, mình từ chối nó. Đâu, Kai dạo ăn chứ lộn. Kai dạo ăn. Ê, tụi bay đâu vậy? Sao tụi bay chơi chiến thuật của tao nè? Lên đây là bao an toàn luôn, tin tao đi. Anh ai đâu rồi? Chỗ cũ nha, cái chỗ mà lúc live stream mà tao đứng ở trên này á. Khoan cho mình nói cái này chút xíu nha mọi người ơi. Thì mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa mình có trực tiếp ở trên Nemo và Facebook á. Mình có thể lên đó mọi người coi livestream của mình và ủng hộ mình trên đó. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau và chơi game cùng nhau nha. Ok, mời các bạn xem video tiếp. Cái chỗ này là bao an toàn luôn, tin tao. Lên đây không biết ai, không ai biết. Bạn đứng đây nha. Cái đâu? Một kiếm rồi nè. Cái đâu rồi? Nhà này. Một kiếm rồi. Ê, tao nghe cái mùi. Tao nghe cái mùi là thằng cảnh sát đó đang bảo vệ thằng giết người á. Tao mới đọc biết trong phòng chat. Á đồ, tụi nó chơi vậy ai chơi ta? Bắt đầu rồi đó. Từ nha. Á đồ. Trời ơi, game này dễ trời ơi. Lần này mình sẽ dùng chiến thuật khác nha mọi người, mình sẽ không núp nữa mà là mình sẽ tấn công luôn kẻ giết người bằng cái tài bắn cung của mình. 5 minutes later. Đúng như mình nghĩ luôn mọi người. Mọi người thấy mình đáng ghê không? Trời ơi, dân thường là dân thường. Ai ai nha. Tao là dân thường. Để em chứng minh, tao là dân thường. Đến. Chứng minh. Đến, tao không giỡn với mày đâu, thằng giết người. Ơi, dân thường ở đây. Tao dân thường. Đâu? Mày đi ra đi. Trời ơi. Đừng, cái tao xin mày, tao không phải là kẻ giết người, tao thề với mày luôn, tao không phải là kẻ giết người. Ôi. Cai ơi là cai. Rất xinh nhìn như xinh nam tao xinh bạn 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 quá hư vô. Tao biết cái xác của mình nhảy sao ra. Đấy nè, cái cung đó này nằm chỗ tao mà, cái cung là chỗ tao. Nó đang mè thằng kia rồi, mày hiểu không? Nó lo nó bắn rồi, thằng kia nó lại lắc nhau rồi. Này không. Cái chỗ ngay giữa luôn, mày ra mày lụm được liền à. Cái chỗ mà tình gần tòa nhà ngôi sao ấy. Gần tòa nhà chính ngôi sao á. Lụm cung, chạy, bắn, bon, trời ơi, trời ơi,
quay lại nó không dí đâu, nó không dí, nó không dí. Quay lại nó không dí mày đâu. Nó không dí mày đâu, quay lại đi, ra đi. Rồi xong, còn mày thôi đó. Mày với nó. Rồi bước ra đây. Đây. Kìa đó, trước mặt mày luôn á, trước mặt mày luôn kìa. Không phải, trước mặt mày là thằng Steve, không phải nha. Không phải có. Steve là thằng coi. Đây cái chỗ cũ nha, nhà ngôi sao nha, nó đang cầm kiếm, kìa. Nó chơi thuốc tàng hình rồi, chạy. Đừng quay lại, quay lại, đừng có đi đó. Nó đang đi đường với anh Toàn. Đây rồi, hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi. Bắn đi em. Nó quay lại chỗ cũ rồi. Nó vào trong cái hẻm nhà ấy. Kìa. Trời ơi. Trời ơi, sắc nước. Bắn tiếp em ơi. Ôi. Ê, nó. Cái này gọi là gì ta? Còn hơn cái phim kinh dị đó mọi người. Phim hành động đó mọi người. Bom tấn. Bom tấn đời 4.0 do YMC tạo ra. Trời ơi, nãy tao quay ra tao thấy nó rồi mà nó bắn hụt chứ tiếc ghê. Dán này toàn làm lại. Tao không để bị mất ra cái danh hiệu bắn phát bắt trúng được. Sao cuộc đời mình phải gắn liền cái chữ dân thường hoài vậy ta? Cái thứ là cái chạy đi cái đừng quay đầu thằng quay em sẽ là cái giết người. Cái ơi đừng có quay đầu. Cái ơi đứng lại nào, bỏ đi ơi. Nó là cái giết người á. Cái mình làm em hả? Có gì em chết rồi anh sống được rồi. Ê Toàn ơi, em là sao? Ôi gì đây? Gì em ra tiểu mà. Ê bây giờ anh em đi trong đây có chết thì anh em một mình cùng biết. Thương đau đầy ái nhân ra. Ấy bây giờ anh em đi trong quê có chết thì anh em một mực cùng quyết. Ôi trời. Ôi nó kè. Thằng quay em đi gạo quá. Vô rồi. Bạch nhang vô hết rồi, bạch nhang tiếp quê vô rồi, còn mày thôi đó. Em đi chơi mày, sao lưng anh em hả? Dạ. Tao héo. Trời ơi nữa. Cuộc đời của tao. Thôi đừng có di dựng. Tôi gần mò với dân thường. Trời ơi, thời gian đếm ngược, anh Toàn sẽ chết. Ủa cái gì? Quá buồn. Mình chưa bao giờ được cảm giác chiến thắng mọi người ơi. Trời ơi, tao chết nữa rồi. Người mà, rất thương mà. Thôi tao biết tao chết rồi, mày giết lẹ đi. Tao biết rồi. Rồi, em biết thằng nào đây rồi. Cái thằng skin gì đó, Enderman. Tao chưa bảo. À rồi, thắng nữa. Trời ơi, tao tin mày giấy này thôi, thằng nhóc. Em mà làm thánh tử là em đi kiếm cái mô đơn nhất à, không có nhiều. Thôi bạn, gáy quá bạn nghe. Gáy mà ai bẹt mà ai bị được tiền nhất á. Cuộc đời tao rồi, dân thường nữa. À, cuộc đời tao dân thường. Ê, tao lên cho lúc nãy nha. Cuộc đời là dân thường. Thôi anh em, mình trốn trước. Làm ơn đi ra. Trốn trước là gì đó. Trốn là chỗ xanh. Làm ơn đi. Ê, trong này ba mua hả? Phải không? Làm ơn đi ra đi, trời ơi đừng có như qua đây nữa, làm ơn đi. Làm ơn đi, đừng có qua đây nữa. Tao biết đâu luôn rồi. Thằng áo xám á, nãy nó cầm kiếm nó kè tao á. À, cậu vàng da sủa. Cậu vàng da sủa nha. Cậu vàng da sủa nha. Cậu vàng da sủa nha. Ôi trời ơi, mày thấy không? Tao núp ở chỗ cũ từ nãy giờ, tao không dám di chuyển ở đâu hết. What the fuck, ông giết tôi mà. Cái thằng áo xám giết mày mà. Rồi xong hai thằng giết rồi. Chết rồi. Mấy ông mùng điêu phải rồi. Rồi da xua đã chết. Da xua chết rồi kìa. Cậu vàng da xua ngẫm tuổi tỏi luôn, sao vậy? Bị kỹ. À coi coi. À, còn thằng Steve, nó đang này nè, nó đang trên nhà kìa, cầm cái cung á. Nó cầm cung cái trong ngâm đây nè. Sợ chung nó là cái người. Ma sợ thế nhờ. Rồi bạch nhãn rồi, bạch nhãn đây. Ok, bạch nhãn. Lấy bạch nhãn. Ô nô, bạch nhãn đang đi tới chỗ của cái giết người. Ờ, chạy người chết rồi. Ê, nào có cung chưa? Alo, anh Toàn một tiếng với. Anh Toàn đang núp. Anh Toàn đang núp, rất là sợ. Tao thử. Quay đầu em. Làm ơn quay đầu đi. Kẻ, rồi tới trước mặt em đó. Ai mơ lì. Đúng rồi, lên đầu đi. Má sợ thế nhỉ. Đừng có đi xuống dưới nè.
Đây đây toàn rồi, thấy toàn rồi, thấy toàn rồi. Ừ. Ai đừng có bắn á, tao là người thường nha. Nhất ra cho anh toàn nhá, ra cho anh toàn nhá. Ừ, đừng. Nó dưới vậy, ơi. Nó đâu, Đó, cái xác nó đè, chung lên. Anh Toàn. Rồi, quay bật nhảy rồi. Sao anh Toàn? Thằng nào bắn cung vậy? Thằng nào bắn cung kìa, chạy nó bắn. Đó, cái rồi. Chạy xuống dưới rồi. Bạn không qua mặt được tôi đâu bạn. Mày thấy cái người đỉnh chưa? Quýt chưa? Ôi bạn, mày chưa thấy tôi né cung hả bạn? Chụp phải. Quay ra đồ đỉnh chưa? Trời ơi, bạn ơi. Tôi thấy bạn rồi, bạn lên bạn lấy cung chứ gì? Chọn con nít. Tìm một lần được, giết anh Toàn. Ôi trời ơi, má xếp trước mặt luôn. Trời ơi. Thôi, tao giết được 2 bay là vui rồi, 2 bay à. Mày thấy kẻ giết người mà lại lắc như tao không? Ủa sao mới tao vô luôn rồi? Á đù. Thằng cũng vô luôn rồi. Ủa, thằng cai vô rồi. Á đù vô luôn rồi. Thằng cai vô chưa kịp tao vô luôn rồi mày. Ủa, có đâu? Khoan. Có đâu, đâu có thằng cai cho mày đâu. Ủa, vậy là lộn phong rồi bạn. Có đâu? Hello. Quay em sĩ không, mày không thấy đâu. Không thấy mày đâu. Không thấy mà. Trời ơi, sao nó chết nhanh vậy? Ôi. Gọi như nhá, cái người mặc áo đỏ nhá. Ê, tao mới đi ngang qua luôn nè, Alex. Alex. Quá, nhìn mày kêu quá tẩu à. Nhưng mà cái tẩu à. Tẩu heo. Một phần. Ôi hỏng rồi. Cái này hỏng rồi. Mà muốn vậy. Bon. Ok, video mình sẽ kết thúc tại. Mọi người thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục ra video tập tiếp theo của Minecraft Modder. Thì hôm nay nói chung là cũng khá là vui ha. Tại vì mình tên mình đã thành viên mới trong team của mình, team Toàn MC. Thì đây là sẽ là tên, bạn này sẽ là tên là Chai. Từ giờ tới đây bạn sẽ luôn quay clip chung với mình. Thì team mình hiện tại là 4 người rồi. Thì không có đủ rồi, không có nhận nữa. Nên là bạn nào có muốn vô thì mọi người chỉ cần vô chơi server chung với mình thôi. Ok, thì mọi người đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng livestream như là Nemo với là Facebook nha. Vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phần livestream tiếp theo. Đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook để cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.